Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về bộ dàn mini nội địa Nhật, thương hiệu là Pioneer, model của nó là XMDX717 nha. Thì với cái dàn mini này thì nó sẽ có thiết kế một cái bộ dàn đèn rất là bắt mắt nha anh em. Thì máy về trong tình trạng là góc cạnh còn khá là liền lạc. Và với cái dòng này thì em sẽ ba hoạt động về cái chức năng là ngõ vào từ bên ngoài, line in bên ngoài nha. Thì cái ngõ này thì anh em có thể chơi nhạc từ điện thoại, hoặc là anh em mua thêm một cái cục nối Bluetooth nhỏ và cắm vào trực tiếp ngõ này thì có thể hát từ điện thoại không dây Bluetooth, rất là tiện dụng nha. Còn những cái chức năng như là CD, MD thì vận chuyển về thì mấy cái dòng này thì nó thường hay là bị kẹt cơ, thì anh em tự xử lý nha. Em chỉ bao test lại cái ngõ vào và nó sẽ có một cái giá cực tốt để cho anh em chơi. Và anh em thấy ha, đây mỗi lo thì nó sẽ có cái dàn đèn rất là đẹp nha, chữ Pioneer. Và dàn đèn này nó sẽ đổi màu luôn nha anh em. Ở đây nè, nó sẽ có cái nút nhỏ là color nè, đổi sang màu tím nha. Đổi khá là nhiều màu nha. Đó, nó sẽ đổi màu luôn, nhìn rất là đẹp nha. Cái màu nền màn hình với lại cái hai đèn hai bên là nó giống màu với nhau, màu hồng màu tím. Còn về chức năng đổi màu thì anh em về nghiên cứu nha. Bấm nó sang màu hồng và màu tím, rồi màu xanh, xanh dương, vân vân, rất là nhiều màu. Rồi em sẽ test một đoạn âm thanh nha anh em. Cái bên trong cái lo này thì nó sẽ gồm một cái lo màng trắng nha, và một chép nha anh em, có một cái chép luôn. Và về cái đôi lo này thì không cũng đã đủ tiền rồi nha anh em. Em sẽ để một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi AUX. Và cái dòng này là hàng nội địa Nhật nha, nên điện nó là 100V nha. Rồi em sẽ soi đây, anh em sẽ thấy là một cái lo màng trắng nha, và phía trên này sẽ có một cái chép luôn. Lo có thiết kế là lỗ thông hơi nha anh em. Rồi em sẽ test một đoạn âm thanh cho anh em luôn. Thì nó sẽ gồm hai dây lo và hai dây điều khiển đèn nha. Dây thì còn nguyên luôn, cái bẻ dây luôn nha. Rồi. Với cái bộ dàn Pioneer này thì em sẽ bán với giá là 480.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì đây là một cái giá bằng giá cặp lo thôi. Riêng cục dàn thì anh em về ghép chung cái phòng ngủ khá là hay nha. Thì xin cảm ơn em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất từ kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt và cảm ơn anh em.